Hello. Xin chào tất cả các ba mẹ. Đánh vần tiếng Anh theo bộ sách Potatoes. Đây là một bộ sách mà được rất là nhiều các ba mẹ săn đón trong cái thời gian gần đây. Bộ sách này thì Hà cũng đã sử dụng cho bé nhà mình và trải qua rất là nhiều quá trình tìm sách. Thì Hà thấy bộ sách này phù hợp với những ba mẹ và con mới bắt đầu khi mà cho con học tiếng Anh và tiếp xúc với tiếng Anh. Và rất là nhiều cái lý do tuyệt vời như thế đã thôi thúc Hà làm các video hướng dẫn cho các ba mẹ và các con đánh vần bộ sách Potatoes giống như tiếng Việt để giúp cho các ba mẹ và các con học tiếng Anh hiệu quả và dễ dàng hơn. Honey, what do you do in the morning? I wake up. In the morning, I get out of bed. In the morning, I wash my face. In the morning, I comb my hair. In the morning, I eat breakfast. In the morning, I brush my teeth. In the morning, I get dressed. In the morning, I go to school. Okay, very good. Thank you. I love you very much. I love you too. I love you too. Điểm cộng đầu tiên ở trong bộ sách này là 12 chủ đề cơ bản được phân chia thành 12 quyển sách khác nhau, rất là nhỏ gọn và xinh xắn. Và đặc biệt là cái chủ đề gần gũi sẽ giúp cho con liên tưởng luôn từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Ví dụ như chủ đề lúc nãy mà Hà đã hỏi con của mình, đó là what do you do in the morning? Con làm những cái hoạt động gì vào trong buổi sáng? Thì con kể ra là con đánh răng, con rửa mặt, rồi con mặc quần áo, rồi con đi học. Thì đó là những cái hành động mà tất cả các bạn nhỏ đều làm và đều thực hiện khi mà mỗi sáng thức dậy. Những cái chủ đề gần gũi như thế thì sẽ giúp cho con kích thích và yêu thích ngay cái việc học tiếng Anh hơn là cho con học những cái bộ sách mà chủ đề nó quá xa vời so với cuộc sống thực tế. Điểm cộng thứ hai trong bộ sách này mà Hà rất là yêu thích là dành cho những ba mẹ và các con mới tiếp xúc với tiếng Anh cần có giọng đọc người bản ngữ. Và ở trong bộ sách này thì vừa có giọng đọc người bản ngữ là vừa có pha nhạc nữa. Và nhạc thì có tác dụng rất là tốt giúp cho con học hiệu quả ngay, giúp cho con học sâu và nhớ lâu vì âm nhạc có những vần điệu và ngữ điệu giúp cho con yêu thích học tiếng Anh ngay từ những lần học đầu tiên. Và đối với ba mẹ và con mới bắt đầu học tiếng Anh thì chúng ta cần phải cho con nghe học qua nghe trước. Nghe là một yếu tố rất là quan trọng. Bắt đầu học ngôn ngữ thì chúng ta cho con học tiếp xúc qua nghe trước. Và khi mà tiếp xúc qua nghe với giọng người bản ngữ như thế này thì sẽ giúp con bắt được âm, con phát âm chuẩn. Từ đó là con có thể nhại theo một cách chính xác. Khi mà con có thể đọc được rồi, khi mà nạp đầu vào đủ nhiều rồi thì con có thể đọc ra được một từ, một câu. Và lúc đó thì con sẽ rất là vui sướng và con có thể nghe được và con có thể thể hiện được. Thì lúc đó là con đã bắt đầu yêu thích việc học tiếng Anh. Và trong cái bộ sách này, nếu như mà ba mẹ nào mà chưa biết tiếng Anh hoặc là không tự tin về khả năng phát âm của mình thì hãy cho con nghe giọng người bản ngữ kết hợp với việc là ba mẹ chỉ chữ, chỉ vào hình ảnh cho con để giúp cho con hiểu chính bản tiếng Anh. Chứ chúng ta tuyệt đối không dịch cho con. Ví dụ như là con thức dậy vào buổi sáng thì nói như thế nào, con đánh răng thì nói bằng tiếng Anh như thế nào. Như thế thì sẽ làm chậm quá trình hiểu bằng chính tiếng Anh của con. Mà các ba mẹ hãy cứ làm theo cái quy luật ngôn ngữ tự nhiên, là các ba mẹ hãy cho con qua học qua nghe trước, chỉ vào hình ảnh và con sẽ hiểu chính bằng tiếng Anh. Điểm cộng thứ ba trong bộ sách này đó chính là bộ sách này với những mẫu câu rất là đơn giản, các ba mẹ và các con có thể ứng dụng được luôn vào trong đời sống hàng ngày. Ví dụ như là một câu chỉ có 3 đến 4 từ thôi, I wake up. Như thế thì sẽ giúp cho các ba mẹ và các con hoàn toàn có thể nghe nhiều, có thể nhại lại theo được. Và hoàn toàn ba mẹ nào mong muốn là đồng hành cùng với con của mình có thể sử dụng những mẫu câu đơn giản. Và khi mà ba mẹ chỉ cần sử dụng một mẫu câu hỏi thôi và con có thể trả lời được những cái hành động phía sau. Ví dụ như là giống như Hà và bé Jackie vừa mới thực hiện mẫu câu giao tiếp với nhau, what do you do in the morning? Con làm những cái hoạt động gì vào trong buổi sáng? Thế là sau đó con sẽ lần lượt trả lời những cái hành động này giống như bé Jackie nhà Hà. Và qua đó cái việc học tiếng Anh trở nên vui vẻ hơn giữa ba mẹ và con và hiệu quả hơn. Chỉ cần ba mẹ sử dụng những mẫu câu đơn giản này với con tại nhà sẽ giúp cho tiếng Anh gần gũi hơn với con rất là nhiều và sẽ giúp con học giỏi tiếng Anh trong tương lai. Chính vì rất là nhiều các lợi ích như thế, thế nên Hà đã chọn bộ sách này để hướng dẫn cho các ba mẹ và các con đồng hành cùng với nhau, giúp cho các ba mẹ đánh vần tiếng Anh giống như tiếng Việt, giúp cho các ba mẹ phát âm chuẩn. Và trong mỗi video thì Hà viết phần viên âm ở bên dưới và hướng dẫn cho các ba mẹ và các con đọc từng âm như thế nào và ghép các âm tiết lại với nhau như thế nào. Và qua đó sẽ nắn cho các ba mẹ và các con 44 âm trong IPA, giúp cho các ba mẹ đánh vần tiếng Anh và giống như tiếng Việt. Chỉ cần các ba mẹ chịu khó luyện tập khẩu hình miệng và đẩy hơi như thế nào thì sẽ giúp cho các ba mẹ hiểu những cái quy luật này rất là nhanh. Nếu như mà ba mẹ nào đã sử dụng khóa phát âm của Hà thì khi mà ứng dụng cái bộ sách này thì sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Hello.
Hello, xin chào tất cả các ba mẹ và các con. Trong video ngày hôm nay thì sẽ hướng dẫn và luyện tập cùng với ba mẹ và các con. Chúng ta sẽ cùng đi đến mẫu câu thứ 5 trong chủ đề Entail. Ok, let's get started. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Mẫu câu của chúng ta ngày hôm nay là Entail, we borrow books. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi phân tích âm của câu này nhé. Entail. In town. Out town. In town. We borrow. 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 We borrow books. Books. We borrow books. In town, we borrow books. In town, we borrow books. Rất là nhiều các ba mẹ băn khoăn không biết mua sách ở đâu. Các ba mẹ hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại cũng như là click vào đường link ở bên dưới phần mô tả video ngày hôm nay để chúng ta nhận được những phần quà đi kèm khi mà mua bộ sách Potatoes. Đó chính là 84 video rất là tâm huyết, chọn bộ hướng dẫn các ba mẹ và các con học đánh vần tiếng Anh giống như tiếng Việt qua bộ sách Potatoes. Ngoài ra, các ba mẹ sẽ được tham gia vào buổi tối chủ nhật hàng tuần, buổi học miễn phí vào lúc 20 giờ. Lớp học tiếng Anh qua bài hát giúp cho con yêu thích và tiếp cận làm quen với phương pháp học tiếng Anh mới giúp cho con học giỏi tiếng Anh. Bí kíp để chúng ta có thể nói được tiếng Anh và đồng hành cùng với con rất đơn giản. Hãy chăm chỉ luyện nghe, hãy chăm chỉ luyện nói hàng ngày sẽ giúp cho các ba mẹ và các con chinh phục được mục tiêu của mình. Video của Hà đến đây, ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả các ba mẹ và các con trong các video hướng dẫn tiếp theo. Các ba mẹ nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký kênh để chúng ta không bị bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.